Calamai. Kem đê mấy bạn ơi, ăn kem không? Có thì ngồi xuống đây cùng tôi làm mô hình 3D tiệm kem của Melody rồi tôi mua kem cho ăn nha. Bling bling, Calamai vừa mới cập nhật thêm mô hình 3D chủ đề tiệm kem của My Melody cho mấy bà nè. Giờ mấy bà giúp tôi tách hết tất cả các chi tiết ra nha. Quá trời xinh luôn. Lấy tấm này rồi gấp các đường viền lại nha. Cạnh bên này thì gấp hai đường lận nha. Mấy bà để ý nè, mấy chỗ trắng có chữ như này là dán keo hai mặt lên hết nhá. Tấm này cũng gấp y vậy luôn. Phần khung trắng này thì gấp lại rồi lát dán cửa 3D lên cho ảo ma Canada luôn nha. Bộ này siêu nhiều trang luôn, thỏa sức tụi mình chơi cho đã luôn. Đã vậy còn kèm thêm keo sẵn nữa. Rồi gấp với cái giỏ vintage đựng đồ nữa. Đính keo hai mặt vô mấy chỗ này rồi dán lại. Có được 4 cái giỏ vintage siêu đơn giản. Gấp cái chi tiết để làm cái quầy đựng kem thôi mấy ní ơi. Gấp mái vòm nè, mái hiên nữa. Dùng keo hai mặt để dán các chi tiết này nha mấy bà. Dán vô mấy chỗ màu trắng nãy tôi chỉ á. Thêm mái hiên che nắng cũng màu hồng luôn. Rồi tách cái khung của quầy kem ra hiên. Tủ có tận 3 ngăn để đựng siêu nhiều kem và topping cho khách yêu luôn. Coi kỹ cách tôi làm rồi làm theo nha. Giờ tới cái bàn cute để trước tiệm để khách có thể ngồi ăn kem tám chuyện với bạn thân rồi đó. Dán sát mép cho đẹp nha. Tôi không có hoa tay nên làm hơi SOS. Mấy bà phải làm đẹp bù cho phần tôi nữa nha. Dán keo hai mặt chỗ này rồi phụ tôi set up tiệm nha mấy ní. Hai tấm mình gấp lúc đầu, mấy bà dán hai mặt hai đầu rồi dán vô hiên. Dán quay đựng kem vô luôn rồi cố định tiệm của mình lại nè. Lấy hai chi tiết này để cố định mái vòm của mình nhé. Xắn tay áo lên để coi với tôi nè. Đính keo hai mặt vô mấy cái bông hoa xinh tươi rồi dán lên. Có ai thấy bộ này màu quá đổi là xinh không? Chứ tôi là tôi bị mê lắm luôn á. Mấy màu pastel xinh xỉu. Thêm cho tôi cái cửa sổ xoăn chuẩn này nữa. Cái tủ kính trưng bày bánh ngọt thì cũng dễ làm thôi nè. Đặt mấy cái giỏ nãy tụi mình gấp lên. Thêm cái sticker chào đón khách yêu. Điểm thêm vài bông hoa cho xinh. Ta-da! Xinh quá chị xinh rồi mấy ní ơi. Giờ tôi với bà mở tiệm kem khai trương được rồi á. Follow Calamai để xem thêm các video hướng dẫn làm đồ cho giấy xinh hơn nha.